Phía ngoài đang được cô Tình Tâm cho biết giá các bạn. Cốt lết lát mỏng. Dạ đây là 80.000 một ký. Dạ đây là cốt lết lát mỏng là 80.000 ký à cô ơi. Dạ. Cốt lết lát mỏng thì 80.000 một ký đó các bạn. Lạc lưng lạc đùi 85.000 một ký. Dạ, lạc lưng lạc đùi là 85.000 ký quá. 85.000 một ký. Dạ. Phía ngoài là tham quan khu bán heo mảnh các bạn, bên trong nhà lồng hắt các bạn. Khu này treo heo mảnh rất nhiều. Nhìn thằng heo treo thấy mê luôn các bạn ơi. Đây là sáng chủ nhật các bạn, ngày 15 tháng 9 các bạn. Đây là quang cảnh khu nhà lồng hắt, khu bán thực phẩm tươi sống gia súc chợ đầu mối Bình Điền, khu kinh doanh thịt heo. Lúc này là hơn 5 giờ sáng. Phía ngoài chuẩn bị bước vô để tham quan khu buôn bán thịt heo. Mời các bạn cùng tham quan và khám phá với Nguyễn Hòa nha. Nguyễn Hòa đang trên đường bước vô để tham quan khu bán thịt heo bên trong nhà lồng hắt các bạn. Lúc này là hơn 5 giờ sáng rồi. Bên trong khu kinh doanh thịt heo rất nhộn nhịp các bạn. Các bạn đang đi dọc bên ngoài trong nhà lồng các bạn. Rồi nhìn những người làm thịt heo bắt nhìn thấy mê các bạn ơi. Trời ơi. Đây là sáng chủ nhật ngày 15 tháng 9 đó các bạn. Các bạn đã tham quan và xem giá cả thịt heo sáng chủ nhật các bạn. Quang cảnh bên trong nhà lồng hát khu buôn bán thịt heo các bạn. Phía ngoài đang đi đi dạo một vòng bên trong nhà lồng để tham quan khu bán thịt heo các bạn. Trời, nhìn thịt heo treo là nhìn thấy mê các bạn. Rất nhiều tiểu thương đi lên lấy thịt heo về bán rất nhiều các bạn. Quang cảnh bên trong nhà lồng bán thịt heo rất đông người bán và rất đông người đi chợ các bạn. Buổi sáng chủ nhật ngày 15 tháng 9 rồi, nhìn thịt heo thấy mê luôn các bạn ơi. Và thấy thịt heo rất nhiều. Nhìn chân giò nhìn thấy mê luôn các bạn ơi. Rất đông người đi mua. Ngoài đang đi một vòng bên trong nhà lồng các bạn để tham quan khu bán thịt heo. Rất nhiều người lên lấy sỉ và mua lẻ nữa các bạn. Quang cảnh bên trong nhà lồng các bạn. Trời, khu này nhìn thấy cái giò heo là thấy mê nữa các bạn nè.
đang tiếp tục đi một vòng bên trong đó các bạn. Quang cảnh bên trong khu nhà lồng, khu buôn bán thịt heo. Vì khu buôn bán thịt heo thấy mê luôn ạ. Hòa đang đi một vòng bên trong nhà lồng hát để tham quan khu kinh doanh thịt heo các bạn. Thịt heo cũng đây rất mê. Chào chị luôn. Cơm cháy chà bông, cơm cháy chà bông. Chỉ có bán cơm cháy chà bông nữa hả? Ồ, cua này ra còn lọc. Quang cảnh bên trong nhà lò hát khu kinh doanh thịt heo các bạn. Nhìn thịt heo đúng không ạ? Nhìn thịt heo rất mê luôn. Đây là khu tập quận Đại Tài các bạn nè, có số điện thoại luôn các bạn. Rất nhộn nhịp các bạn ơi, người mua sỉ, người mua lẻ về ăn cũng có, người mua sỉ về bán cũng có rất nhiều các bạn. Nguyễn Hòa đã tham quan khu bán heo mảnh các bạn, bên trong nhà lồng hắt các bạn. Khu này treo heo mảnh rất nhiều, nhìn thằng heo treo thấy mê luôn các bạn ơi. Đây là sáng chủ nhật các bạn, ngày 15 tháng 9 các bạn. Quang cảnh khu buôn bán treo heo mảnh các bạn, nhìn bên trong nhà lồng nhìn thấy rất mê các bạn ơi. Nhiều tiểu thương lên lấy về bán rất nhiều các bạn. Quang cảnh khu treo heo mảnh bên trong nhà lồng hắt các bạn. Nếu mà tham quan khu bán heo mảnh các bạn. Dạ chào cô Tâm. Sáng chủ nhật buổi hòa ngày 15 tháng 9. Nguyễn Hòa ghé chỗ sạp thịt của cô Thành Tâm và hỏi xem giá cả của cô Thành Tâm và được cô Thành Tâm cho biết giá nha các bạn. Chào cô luôn nha. Heo ngày hôm nay lên từ 3.000 đến 4.000 một ký. Dạ. Nhưng mà chợ nó ế. Dạ. Đâm ra bán cho khách hàng không có lên được. Dạ. Đó. Đùi á thì cũng 80.000. Dạ đùi là 80.000 cô ha. Dạ. Đây là giá sáng chủ nhật ngày 15 tháng 9 nha các bạn. Dạ. Đùi là 80.000 cô ha. Dạ. Mỡ có giá 50.000. Dạ mỡ
có da là 50.000 cô á. Dạ. Mỡ có da 50.000. Dạ, mỡ có da là 50.000. Cục lết 80.000. Dạ, cục lết là 80.000. Dạ. Đùi bên hông á. Dạ. 75.000. Đùi bên hông là 75.000. Dạ. Đùi con cá là 80.000. Đùi con cá là 80.000. Dạ. Ba đội rút sườn 130. À, ba đội rút sườn 130.000. Dạ. Ba đội có sườn mà không có rút nghe. Dạ. 130. Dạ, ba đội có sườn mà không có rút. Không rút là 120. 120.000. Dạ. Cổ tơ. Dạ, đây là cổ tơ cô hả? 80.000. 80.000 ký. Dạ. Sườn già to. Sườn già non á cô hả? Sườn này sườn già là to mà nó non á. Dạ. 100.000 ký. 100.000 ký cô á. Dạ. Ba đội heo lớn 80.000 một ký. Dạ, ba đội heo lớn là 80.000 ký cô á. Dạ. Dạ. Ồ, ba đội heo lớn cô á. Dạ, 80.000 ký. Ống 30.000 một ký. Dạ, xương ống là 30.000 ký. Dạ. 236. Phía ngoài đang được cô Tình Tâm cho biết giá các bạn. Cốt lết lát mỏng. Dạ đây là 80.000 một ký. Dạ đây là cốt lết lát mỏng là 80.000 ký cô ơi. Dạ. Cô lấy lát mỏng thì 80.000 một ký nha các bạn. Lạc lưng, lạc đùi 85.000 một ký. Dạ, lạc lưng, lạc đùi là 85.000 ký quá. 85.000 một dạ. ký. Lạc lưng, lạc đùi là 85.000 ký. Mỡ sắc 50.000 một ký. Dạ, mỡ sắc là 50.000 ký. Đó, mỡ sắc. Dạ. Heo xay loại 1 70.000 một ký. Dạ, heo xay loại 1 là 70.000 ký quá. Dạ. Sườn đuôi 75.000 một ký. Dạ, sườn đuôi là 75.000 một ký. Dạ. Giò trước 70.000 một ký. Dạ, giò trước là 70.000 cô ha. Dạ. Giò trước. Da heo 40.000 một ký. À, da heo là 40.000 ký. Đó. Giò sau còn không? Nọng heo 55.000 một ký. À, nọng heo là 55.000 ký cô ha. Giò sau 60.000 một ký. À, giò sau là 60.000 ký. Dạ. Giò sau đây. Dạ, giò sau là 60.000 một ký. Dạ. Đuôi heo 60.000 một ký. À, đuôi heo là 60.000 ký. Dạ. Bán thẳng dưới luôn. Dạ dạ, đó là dài là bán thẳng dưới luôn qua. Dạ. Đúng rồi. Sau khi Nguyễn Hòa được cô Thành Tâm cho biết giá cả sáng chủ nhật ngày 15 tháng 9 nha các bạn. Và có số điện thoại của cô Thành Tâm các bạn nha. Đây có số điện thoại của cô Thành Tâm luôn. Các bạn có muốn mua các bạn liên hệ số điện thoại của cô Thành Tâm nha. Cô Thành Tâm tích tình rất vui vẻ và có sạp của cô luôn nè, sạp Thành Tâm nè, có số điện thoại luôn. Rồi, sáng ngày đây là giá cập nhật giá tiền. Chú heo 150 một ký. À, chú heo cô hả? Dạ, chú heo là 150 một ký. À, chú heo là 150 một ký các bạn. Chú heo 150 ký cô ha. Dạ. À, cảm ơn cô Thành Tâm rất dâm nhiều. Dâm tơ 100.000 ký. Cái gì cô? Dâm tơ. À, dâm tơ thì dâm tơ. À, thì dâm tơ là 140 ký à cô ha. 100.000 ký. À, 100.000 ký thì dâm tơ 100.000 ký. Sau khi Nguyễn Hòa được cô Thành Tâm cho biết giá cả sáng chủ nhật các bạn. Cảm ơn cô rất nhiều nha. Rồi, chào cô luôn. Dạ. Đây là toàn cảnh trong khu bán thịt heo sáng chủ nhật ngày 15 tháng 9 nha các bạn. Nguyễn Hòa đang đi một vòng bên trong nhà lồng. Sau khi được cô Thành Tâm cho biết giá cả thịt heo sáng ngày chủ nhật các bạn. Quá trời.
giờ người đi chợ mua sáng chủ nhật đó các bạn. Người đi mua sỉ về bán cũng có, người mua lẻ cũng có các bạn. Khu vực bên trong nhà lồng này giờ này là Nguyễn Hòa thấy là hơn 5 giờ sáng đó là người dân đi mua lẻ về ăn rất nhiều. Nguyễn Hòa đang còn trên đường bước ra bên ngoài nhà lồng H để tham quan khu bán nội tạng heo các bạn. Và đây là toàn cảnh bên ngoài khu bán nội tạng heo sáng chủ nhật ngày 15 tháng 9. Khu này là chuyên về nội tạng heo các bạn. Các bạn có muốn ăn nội tạng heo ở đây là bán đầy đủ các bạn nha, không thiếu gì. Tim gan, lòng rồi cật rồi, nói chung là nội tạng heo. Khu này là chuyên về nội tạng heo các bạn. Bữa ngoài đang đi dài bên ngoài khu nhà lồng H khu bán thịt heo. Khu này chuyên về kinh doanh nội tạng heo là để đi tham quan giá cả sáng chủ nhật ngày 15 tháng 9. Quá trời luôn các bạn ơi, nhìn này thấy mê luôn. Đây là toàn cảnh bên ngoài khu bán nội tạng heo bên ngoài nhà lồng H các bạn. Nguyễn Hòa ra tham quan khu bán nội tạng heo của sáu mập lòng các bạn. Ngoài bên tay phải đó. Đúng rồi. Ôi chào cháu luôn. Bữa nay cho chú hỏi cái vô trường này bao nhiêu cháu? Cái này 230 chú ơi. À cái vô trường này là 230 ngàn. Còn cái loại trắng này là bao nhiêu rồi cháu? 200. Loại trắng là 200 ngàn. Còn tay heo bữa nay bao nhiêu rồi cháu? 75. Tay heo là 75 ngàn. Còn tim là bao nhiêu rồi cháu? Tim 13. Tim là 130. Còn cật cháu? Cật là 100 ngàn. Còn cái này là cái gì vậy cháu? Đó là bím heo á. À bím heo bao nhiêu rồi cháu? 50 ngàn ký. À bím heo là 50 ngàn ký. Còn lưỡi heo bao nhiêu rồi cháu? Lưỡi heo 90. Lưỡi heo là 90. Rồi cuốn họng là bao nhiêu rồi cháu? 85. À cuốn họng là 85 ngàn. Còn cái dồi đó bao nhiêu ký rồi cháu? Dồi là 45 ngàn. Nguyễn Hòa đang tham quan chỗ vừa nội tạng sáu mập lòng các bạn. Có số điện thoại là 0908 906 903. Các bạn có muốn mua thì có số điện thoại Nguyễn Hòa vừa mới đọc đó các bạn. Số điện thoại là 0908 906 903. Vừa chuyên kinh doanh nội tạng heo các bạn. Bên ngoài khu nhà lồng F các bạn. À nhà lồng H các bạn. Các bạn có muốn mua là anh ship ra toàn quốc luôn các bạn nha. À, vậy là anh ship ra trong ngày luôn các bạn nha. Đây là khu chuyên kinh doanh nội tạng heo các bạn. Bên ngoài nhà lồng H các bạn. Đủ thứ nội tạng luôn các bạn. Nguyễn Hòa cũng đang tham quan khu bán nội tạng của vừa Phượng Hạnh nha các bạn. Và có số điện thoại là 0919 101 012. Đây là khu bán nội tạng của vừa bán nội tạng của chị Phượng Hạnh nha các bạn nha. Rất nhiều nội tạng cũng rất ngon các bạn ơi. Tai heo rồi tim rồi gan lưỡi. Ủa cái má heo bữa nay bao nhiêu rồi cháu? 35. À má heo là bữa nay là 35 ngàn. Đây là giá cả sáng chủ nhật ngày 15 tháng 9 nha các bạn nha. Ủa cái này gọi là cái gì cháu? Dạ da mũi bao nhiêu ký vậy cháu? 40. Da mũi là 40 ngàn. Còn cái thứ bên đây là cái dài gì cháu? Là chất lượng cái loại. Đây là giá cả sáng chủ nhật ngày 15 tháng 9 nha các bạn. Bên ngoài tham quan khu bán nội tạng heo các bạn. Bên ngoài nhà lồng H các bạn. Rồi nhìn nội tạng heo thấy mê luôn các bạn. Các bạn có muốn ăn nội tạng heo thì các bạn ra bên ngoài khu nhà lồng H các bạn nha. Khu này chuyên về nội tạng heo. Ruột 25 ngàn. Ruột là 25 ngàn ký các bạn. Nấu tay nha.
Tay 80. Tay là 80 ngàn các bạn à. Gan hôm nay bao nhiêu vậy anh? Gan 25 ngàn ký các bạn. Nước ngoài đang có mặt ở chỗ vừa kinh doanh nội tạng heo Phượng Hạnh nha các bạn. Và sau khi tham quan khu nội tạng heo bên ngoài nhà lồng H, nước ngoài chuẩn bị ra về. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin nhấn like, chia sẻ, bấm đăng ký ủng hộ kia nha, cộng Nguyễn Hòa 64 nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây là giá cả Nguyễn Hòa đang tham quan là sáng Chủ nhật ngày 15 tháng 9 nha các bạn, năm 2024. Rất nhiều nội tạng, nhìn thấy mê luôn các bạn ơi. Muốn anh chị có lấy gì thêm không? Lấy gì thêm, em căng bằng hộp cho trễ lắm.